Chào mừng các bạn đã quay trở lại với NT Studio. Làm như thế nào để nhớ chiếc điện thoại của bạn, nhớ chiếc iPhone của bạn luôn luôn mượt mà như máy mới mua là những gì mà các bạn luôn mong muốn. Không ai muốn là chiếc điện thoại của bạn sẽ chậm đi sau một khoảng thời gian, đúng không? Và trước đó thì mình cũng đã làm một vài video chia sẻ đến các bạn về một vài những cái mẹo để giúp cho iPhone của bạn luôn luôn mượt mà, luôn luôn mới mẻ và luôn luôn không gặp những lỗi liên quan đến giật lag. Thì bây giờ chúng ta đã có được những cái thông tin chính xác hơn về những cái mẹo này. Và đó là những lời khuyên đến từ những chuyên gia về phần mềm ở bên nước ngoài khuyến cáo người dùng iPhone nên làm hai cái bước này để chiếc iPhone của bạn luôn luôn được mượt mà. Vậy thì những cái bước này là như thế nào? Hãy cùng mình chia sẻ ngay trong video ngày hôm nay. Tất nhiên những cách làm đến từ mình hay là từ những chuyên gia cũng sẽ là những cách để các bạn tham khảo mà thôi. Quan trọng là chiếc iPhone của bạn nó vẫn phải có một cấu hình đủ tốt để có thể đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của bạn. Thì nếu như các bạn đang có nhu cầu mua những chiếc iPhone giá tốt thì có thể tham khảo ngay tại XT Mobile. Ở đây thì đang có cam kết giá thật rẻ thật, và bất kỳ mức giá nào các bạn thấy được trên website thì đó đều là giá của máy có thật. Mua những chiếc máy từ iPhone 14 trở đi rồi thì các bạn sẽ chẳng cần phải lo lắng đến việc làm như thế nào để cho nó mượt, bởi vì cấu hình của nó là quá mượt rồi. Rồi thì quay trở lại với cái đề nghị, khuyến nghị đến từ chuyên gia bên nước ngoài về mặt phần mềm đấy nào. Họ có nói rằng chiếc iPhone của bạn á, nên tắt một cái tính năng này rất là quan trọng ở trong phần cài đặt. Đấy chính là làm mới dữ liệu trong nền. Cái này nó là làm mới dữ liệu trong nền chứ không phải là tắt những cái ứng dụng đang chạy ở trong nền đi nhá. Không phải tắt đa nhiệm đi đâu, nó khác nhau hoàn toàn đó các bạn. Với cái tính năng làm mới dữ liệu trong nền á, thì nó sẽ sử dụng wifi hoặc là mạng di động để cập nhật những cái thông tin liên tục ở cái app đấy. Và nếu như khi mà các bạn tắt cái tính năng này đi thì cái ứng dụng sau khi mà các bạn dùng xong, ví dụ như là TikTok đi, sau khi mà các bạn vuốt ra ngoài này thì nó sẽ dừng lại ở đúng cái thời điểm đấy và nó sẽ không cập nhật thêm bất kỳ một cái thông tin gì. Từ đó chiếc iPhone của bạn nó sẽ không cần phải xử lý những cái dữ liệu khi mà cái app này nó đang nằm ở trong cái nền, ở trong cái đa nhiệm nữa, thì chắc chắn là nó sẽ mượt mà hơn rồi, đúng không? Đây cũng là một trong những cách mà mình cũng đã khuyến nghị các bạn từ khá là lâu rồi. Cách đây 2 năm mình làm một cái video cách để làm iPhone luôn mượt mà như máy mới ấy, thì mình cũng đã khuyến nghị là các bạn nên làm như vậy. Và bây giờ đã có những chuyên gia khuyến nghị lại cái cách làm đúng y chang như thế, thì chắc chắn đây là một cái mà các bạn nên làm. Nhưng mà mình sẽ khuyến cáo các bạn nhé, khi mà các bạn tắt những cái ứng dụng trong nền đó thì các bạn không nên tắt một phát tắt hết, mà các bạn tắt những cái ứng dụng mà nó không cần thiết đi thôi. Ví dụ như TikTok, ví dụ như Facebook này, còn những ứng dụng ví dụ như Messenger, những cái ứng dụng như là Zalo chẳng hạn, là những cái ứng dụng mà chúng ta cần nhận những cái thông báo thường xuyên và không để nó bị trễ thông báo ấy, thì các bạn tốt nhất là không nên tắt những cái ứng dụng đấy. Những ứng dụng đấy vẫn phải để cho nó chạy trong nền. Rồi, tới với cái khuyến cáo thứ hai của chuyên gia đưa ra, đấy là các bạn nên dọn dẹp cái bộ nhớ của máy ít nhất là 4 tháng một lần, hoặc là giữ cho cái bộ nhớ máy nó sẽ có một khoảng trống nhiều một chút. Câu chuyện này thì đúng là nó có thật. Thằng cô em Tuấn Ngọc lần trước có ra sân bay và cái chiếc máy của nó bị tràn bộ nhớ, và khi đó không thể mở được ứng dụng, không thể mở ra để xem cái cốt vé máy bay được, và khá là khó khăn trong cái việc đấy là lấy được cái cốt vé để di chuyển tiếp. Thì đấy là một trong những trường hợp rất là hy hữu và các bạn cần phải để ý đến cái dung lượng trống của điện thoại của các bạn. Ví dụ như là lâu lâu các bạn kiểm tra xem là có bao nhiêu cái ảnh không còn dùng tới nữa, những cái ảnh mà các bạn chụp mà không dùng tới, hoặc là có những ứng dụng nào lâu mà các bạn không truy cập tới nữa thì xóa nó đi. Và những cái bức ảnh ở bên trong điện thoại của bạn đẹp nhất thì các bạn nên mua thêm dung lượng iCloud và đẩy lên trên để cho điện thoại luôn luôn ở trạng thái đấy là có bộ nhớ trống. Từ đó khi mà chiếc iPhone của bạn nó hoạt động, nó sinh ra cache thì nó cũng luôn luôn có một cái phần bộ nhớ để luôn luôn sẵn sàng điền vào đấy, chứ không vào trong cái tình trạng là bị thiếu bộ nhớ và gây ra cái tình trạng giật lag và đôi khi là không mở được ứng dụng. Nói chung những cái khuyến cáo này thì cũng là những cái khuyến cáo rất là cơ bản mà thôi, và mình cũng đã có những chia sẻ cho các bạn từ rất là lâu rồi. Nhưng đây là những chuyên gia về phần mềm đã confirm, đã xác nhận những cái cách làm này là hoàn toàn hiệu quả, thì mình cũng muốn chia sẻ đến các bạn lại một lần nữa về những cái này dành cho những bạn chưa xem những video kia, hoặc là những bạn chưa biết đến những thông tin này, để có thể nắm và làm cho chiếc iPhone của bạn nó mượt mà hơn giống như thời điểm các bạn mới mua. Nhưng tất nhiên kiểu gì kiểu làm như nào làm, iPhone mà kiểu bây giờ iPhone 10 hay là iPhone 8 Plus thì có làm cách trời nó cũng sẽ không thể nào mà mượt được các bạn ạ. Rồi, trên đó là những chia sẻ của mình. Nếu các bạn thích đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.